Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em đề bài trong vai thầy giáo Hamen tả lại tâm trạng lên lớp của mình trong buổi học cuối cùng. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Chiều hôm ấy tôi chết lặng người đi khi vô tình đi qua trụ sở xã. Vẫn tấm bảng tin, vẫn những công văn dán chi chít, toàn những tin khốn nạn đối với những người dân vùng An Giát đói khổ này. Nhưng hôm nay có một mệnh lệnh khiến tôi đau nhói. Từ nay, các trường vùng An Giát và Loren không được phép dạy học sinh tiếng Pháp. Cúi mặt về làng mà trong lòng buồn rười rượi. Sáng hôm sau tôi ra lớp sớm. Hôm nay là buổi học cuối cùng. Tôi khoác chiếc áo dơ đanh gốt màu xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn và đội cái mũ tròn bằng lụa đen thêu. Bộ quần áo này trước đây tôi chỉ mặc trong những hôm có thanh tra hoặc những hôm phát thưởng. Nhưng vừa bước chân vào lớp, tôi thấy lạ vô cùng. Những học trò đến lớp sớm hơn cả tôi, nhưng không phải là những học trò tôi vẫn dạy hàng ngày, mà đó là cụ Hose cùng một số dân làng ở vùng An Giát. Thấy tôi bước vào, họ đứng dậy trịnh trọng chào tôi. Tôi cúi đầu chào lại rồi thăm hỏi họ vài câu, cố không động gì đến buổi học cuối cùng. Lúc ở nhà, tôi thấy lòng nặng trĩu, nhưng bây giờ cũng thấy đỡ buồn hơn. Ít ra thì sự có mặt của dân làng cũng là một niềm an ủi, một sự khích lệ lớn đối với tôi trong suốt 40 năm phụ sự ở nơi này. Họ cũng như tôi, không ai muốn nói câu gì, nhưng tôi biết trong lòng họ, họ đang thầm cảm ơn tôi, và như thế tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Những khuôn mặt gần gũi thân quen hàng ngày dần dần đến kín những dãy bàn trong lớp học. Bọn trẻ phần nhiều ngơ ngác không hiểu tại sao hôm nay lớp mình lại có cả các cô, các bác, các chú. Nhưng chúng cũng chẳng dám nói gì. Trái với mọi hôm, hôm nay chúng ngồi yên lặng và trang nghiêm như đang sắp đón đoàn kiểm tra vào lớp. Nhưng tôi chợt nhận ra lớp còn thiếu Frank. Cậu học trò này thật là... Tôi quyết định dậy muộn hơn mọi ngày để chờ cậu học trò cá biệt. Frank đến, nó thấp thoáng núp sau cánh cửa. Nếu là lần khác, có lẽ tôi đã phạt gọi nó lên bảng kiểm tra bài cũ. Nhưng hôm nay tôi chỉ nhắc nhẹ nhàng. Frank và lớp nhanh lên còn để buổi học bắt đầu. Mấy chục năm trong nghề, chưa bao giờ tôi thấy khó vào đề như vậy. Nhưng rồi tôi cũng phải nói ra cái thông tin đau đớn ấy, và rằng đây là buổi học cuối cùng tôi dạy lũ trẻ Pháp văn. Lũ trẻ con ngơ ngác, nhưng rồi chợt hiểu vì có đứa đã nghe loáng thoáng những thông tin mà người lớn đọc trên cáo thị hôm qua. Chúng cũng lặng yên. Buổi học hôm ấy vẫn diễn ra. Tôi dạy lũ trẻ nốt những quy tắc ngữ pháp của phân từ, nhưng có vẻ như tôi đang không nói vào bài giảng. Ngay cả khi tôi gọi kiểm tra cậu học trò luôn trốn học Frank, tôi cũng không phải nhằm để kiểm tra cậu bé. Thế rồi từ điều này sang điều khác, cả giờ giảng của tôi lại trở thành một giờ biện minh tiếc thương cho Pháp văn. Nói tóm lại là để khẳng định rằng cái quyết định kia của bọn Đức thật là khốn nạn và tàn nhẫn. Rồi bài giảng cũng xong, tôi cho lũ trẻ chuyển sang tập viết. Hôm ấy tôi cho học trò viết đi viết lại hai hàng chữ trông sao cho thật đẹp: Pháp An Giát, An Giát Pháp. Trong khi lũ trẻ ngồi viết say sưa khác hẳn mọi người, thì ở bên kia tôi nghe rõ cô em gái đang đi đi lại lại dọn đồ. Không khí ấy càng khiến tôi thu mình gọn hơn trong chiếc ghế, tay vân vê hòn phấn trắng. Không hiểu ngày mai mình sẽ thế nào khi rời xa những vật thân yêu đã gắn bó với mình suốt mấy chục năm qua. Tôi thấy nhói phía bên ngực trái, mắt và đầu hoa lên, tê dại và mệt mỏi rã rời. Tôi đứng lên nhưng chân không vững. Tôi loạng choạng và suýt ngã nếu không có cái cạnh bàn để vịn. Đồng hồ nhà thờ vừa điểm tròn 12 tiếng, và thật là đáng ghét khi ở ngoài kia tụi lính phổ đang đi lại nghênh ngang. Tôi muốn nói một điều gì đó với tất cả mọi người và lũ học trò yêu quý của tôi, nhưng không sao cất lên lời được. Tôi bèn quay về phía bảng, cầm một hòn phấn rồi dồn hết sức viết dòng chữ thật to: Nước Pháp muôn năm. Vâng, đó là lời cuối cùng mà tôi muốn gửi lại trước khi tạm biệt xứ sở thân yêu này để ra đi mãi mãi vào ngày mai. Hết bài. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.